Kính chào ban tổ chức STEM Master Trainer. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Lê Thị Ngọc Thảo, hiện đang là giáo viên bộ môn ICT ở hệ thống trường phổ thông liên cấp VinSchool. Và đến với cái cuộc thi STEM Master Trainer, tôi thiết kế cái chủ đề dạy học STEM với cái nội dung đó là nông nghiệp thông minh tại nhà trong mùa dịch COVID-19. Và tôi xin trình bày tổng quan về cái chủ đề dạy học của mình thông qua 6 cái nội dung. Thứ nhất đó là thông tin về chủ đề, thứ hai đó là nội dung tích hợp, thứ ba là mục tiêu đầu ra, thứ tư là tư liệu học tập, thứ năm là tiến trình thực hiện và cuối cùng đó là đánh giá sản phẩm. Về cái thông tin chủ đề thì đối tượng học sinh được áp dụng ở đây đó là học sinh lớp 10, và như chúng ta đã biết đó là hậu quả trong và sau cái dịch bệnh COVID rất là nặng nề về kinh tế và xã hội. Thì như chúng ta đã có rất là nhiều thông tin về dịch bệnh COVID-19 thì ảnh hưởng chủ yếu đến với cái đường hô hấp của con người. Như vậy thì học sinh sau cái quá trình học tập, tìm hiểu và phân tích các mô hình nông nghiệp hiện đại, lựa chọn cái mô hình phù hợp thì học sinh sẽ áp dụng được những kiến thức của mình để tạo ra một cái mô hình nông nghiệp tại gia đình để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình của mình, như là hạn chế sử dụng các chất độc hại trong quá trình trồng và mang lại một cái môi trường sống xanh, cải thiện cái đường hô hấp của con người trong thời điểm hiện tại. Về năng lực, học sinh sẽ được phát triển với các năng lực như sau, đó là giải quyết vấn đề sáng tạo, giao tiếp, tự học, năng lực khoa học, năng lực công nghệ. Năng lực công nghệ đặc biệt được thể hiện khi mà thiết kế mô hình nông nghiệp hiện đại và thực hiện các dự án nhằm tăng năng suất cây trồng. Và cái nội dung tích hợp, cụ thể là các bộ môn được tích hợp trong cái chủ đề dạy học STEM này, đó chính là lý, hóa, sinh và tin. Ở trong cái khuôn khổ cái video này, tôi sẽ trình bày về cái bộ môn tin học tích hợp được thể hiện ở trong cái chủ đề dạy học này, đó là lập trình cảm biến, bao gồm là cảm biến ánh sáng, lập trình đối với đèn LED, lập trình đối với đèn LED, lập trình đối với cảm biến độ ẩm và siêu âm. Thì hệ thống đèn LED được sử dụng trong cái chủ đề dạy học này sẽ thay thế cho cái hệ thống quang hợp tự nhiên, đó là ánh nắng mặt trời, và cảm biến độ ẩm và cảm biến siêu âm sẽ hỗ trợ cho cái quá trình thiết kế cái hệ thống cây trồng của học sinh, thiết kế hệ thống cây trồng của học sinh để đo được cái lượng nước, độ ẩm và những cái nhu cầu thiết yếu cần thiết khác cho cái hệ thống cây trồng của mình. Và đối với cái phần mềm thiết kế đồ họa sẽ giúp học sinh thiết kế được cái quy trình chế tạo hệ thống cây trồng thủy canh này, quy trình pha chế dung dịch thủy canh và quy trình nghiên cứu ảnh hưởng của ánh sáng đến sự phát triển của cây trồng. Và phương pháp được áp dụng trong cái chủ đề dạy học STEM này, đó là dạy học giải quyết vấn đề, dạy học dự án và dạy học dựa trên quy trình thiết kế kỹ thuật. Và mục tiêu đầu ra nói chung á, là một trong những cái yếu tố cực kỳ quan trọng khi thiết kế một cái chủ đề dạy học hay một cái nội dung dạy học bất kỳ. Như vậy thì đối với cái chủ đề dạy học STEM này thì năng lực chung học sinh được năng lực chung của học sinh được đánh giá thông qua là năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự học. Và năng lực STEM thì sẽ được đánh giá thông qua năng lực khoa học và năng lực tin học. Tư liệu học tập sẽ được học sinh sẽ được tiếp cận cái nguồn tư liệu học tập trước, trong và sau cái quá trình thực hiện cái chủ đề dạy học để đảm bảo học sinh có thể theo suốt được cái dự án của mình. Và tiến trình thực hiện mà tôi thực hiện trong cái chủ đề dạy học của mình thông qua 4 cái nội dung, đó là thiết kế mô hình, thiết kế mặt tự động, lập trình cảm biến và cuối cùng đó là viết báo cáo. Còn về đánh giá sản phẩm thì đánh giá sản phẩm đầu ra của học sinh sẽ thông qua hai cái sản phẩm, đó là hệ thống trồng cây hiện đại nè và lọ dung dịch dinh dưỡng, cảm năng dinh dưỡng sử dụng dung dịch thủy canh. Và để đánh giá được hai cái sản phẩm trên thì sẽ có hệ thống rubric đánh giá, bao gồm là đánh giá hệ thống cây trồng hiện đại, đánh giá dự án dung dịch dinh dưỡng và đánh giá dự án nghiên cứu ảnh hưởng của ánh sáng đến sự phát triển của cây trồng. Và phần trình bày của tôi đến đây về cái chủ đề dạy học STEM, nông nghiệp thông minh tại nhà trong mùa dịch COVID-19 đến đây là kết thúc.